Xin chào các bạn, mình là Bảo Linh. Mình vừa tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Thăng Long và tháng 9 này thì mình sẽ sang du học tại trường Centennial College và ngành của mình là Graphic Design. Trong quá trình tìm hiểu thì mình cũng đã nghiên cứu rất nhiều trường ở Toronto và cùng với sự trợ giúp từ dì là người đang trực tiếp sinh sống ở thành phố này thì mình đã chọn điểm đến của mình là trường Centennial College vì mình biết được rằng là điểm mạnh của trường là ngành của mình. Để hỗ trợ cho việc làm hồ sơ du học thì mình và gia đình cũng đã tìm hiểu rất nhiều các trung tâm tư vấn hỗ trợ du học. Nhưng cuối cùng thì mình quyết định chọn tìm sự hỗ trợ từ 360 Connect để giúp đỡ mình trong việc hoàn thành hồ sơ cũng như là làm thủ tục nhập cảnh visa ở Canada. Các anh chị ở 360 Connect thì rất là chuyên nghiệp và nhiệt tình. Trong suốt quá trình làm hồ sơ thì các anh chị luôn sẵn sàng giúp đỡ và chỉ sau 3 tuần là mình đã nhận được visa đi Canada. Em rất cảm ơn các anh chị ở 360 Connect đã giúp em thực hiện được ước mơ đi du học và em biết là các anh chị sẽ đồng hành với em trong suốt quá trình học, vì vậy là em mong nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị. Em chúc 360 Connect sẽ